Thưa quý vị, dịp Tết luôn được nông dân gửi gắm hy vọng bởi có thể bán được nông sản nhiều hơn với giá bán tốt hơn. Thế nhưng điều đó đã không còn đúng nữa đối với những người nuôi tôm hùm tại các tỉnh Nam Trung Bộ. Trong tháng chạp này, lo lắng trải dài ở các làng biển nuôi tôm hùm khi tôm hùm thương phẩm vừa ứ đọng vừa rớt giá. Đây là điều hết sức bất thường. Hai ngày trở lại đây, các vựa thu mua tôm hùm mới quay trở lại vùng biển Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa sau cả tháng trời vắng bóng. Lượng tôm hùm mà các vựa thu mua cũng không nhiều như mọi khi. Vựa nào cũng dè dặt bởi nhiều tháng qua, việc xuất bán tôm hùm vào thị trường Trung Quốc gặp nhiều trắc trở. Mình nghĩ là bên nó dịch, nghe nó bên nó dịch đóng cửa, mua vô lỗ quá trời luôn mà. Mua vô mình dùng mua vô đỡ đó, mình đi không được á, xong nó hạ giá xuống mình lỗ. Lo lắng trải dài các làng biển nuôi tôm hùm ở Nam Trung Bộ, nơi có 200.000 lồng nuôi, mỗi năm cung ứng ra thị trường 2.500 tấn tôm hùm, đứng đầu cả nước. Người nuôi tôm hùm không thể không lo. Tôm hùm đã đến kỳ xuất bán mà chẳng ai đến mua, hoặc nếu có mua thì giá thấp đến mức không thể bù được chi phí nuôi tôm hùm kéo dài đến cả một năm trời. Giá tôm hùm xanh hiện tại chưa đầy 700.000 một ký, tôm hùm bông cũng rớt giá xuống còn khoảng 1 triệu đồng một ký. So với hồi giữa năm thì giá tôm hùm hiện tại chỉ bằng 2/3. Bây giờ mà gần Tết này có 10,5 bè con đen khóc lên khóc xuống luôn chứ đâu có đâu bán được tôm đâu, không có tiền trẻ tiền mồi. Những người nuôi tôm hùm nghĩ rằng đã qua đại dịch Covid-19 nên dồn sức cho vụ tôm hùm Tết Quý Mão. Thế nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Sức tiêu thụ tôm hùm trên thị trường giảm mạnh. Hơn nữa, việc xuất tôm hùm sang Trung Quốc kéo dài trắc trở khi gần đây Trung Quốc đã thiết lập thêm nhiều rào cản kỹ thuật đối với hàng nông thủy sản nhập khẩu. Những lý do này đã khiến cho thị trường tôm hùm thêm ảm đạm, kéo theo khó khăn dây chuyền. Cũng không biết sao hết luôn. Như người ta chủ màu cũng vậy. Chủ màu cũng đâu có tiền đâu bán màu nữa. Giờ người dân cũng chủ màu thì đòi tiền mấy người nuôi. Tôm hùm không bán được, người nuôi đứng ngồi không yên. Một phần dễ gặp rủi ro tôm chết, một phần ngày nào cũng tốn tiền cho tôm ăn. Trung bình mỗi hộ nuôi tôm hùm, tiền thức ăn cho tôm lên đến 4-5 triệu đồng mỗi ngày. Giáp Tết, tưởng như bán được tôm, có tiền trang trải nợ nần và lo sắm sửa cho gia đình. Nhưng giờ đây, những khoản nợ lại thêm chất chồng.